Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tuổi Tốt xây nhà năm Tân Sửu 2021 dưới góc nhìn phong thủy, trong năm 2021 một số tuổi đẹp có thể chính chủ động thổ xây nhà. Nhưng cũng có một số tuổi nên nhờ người động thổ từ bao đời nay trước những sự kiện quan trọng như xây nhà. Khai trương, cưới xin, người Việt luôn quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, các gia đình thường chọn ngày lành thành tốt. Xem tuổi có hợp không, trong các việc lớn của đời người, xây nhà là chuyện hệ trọng vì cần chuẩn bị tài chính. Tốn nhiều công sức tiến hành trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt xét theo khía cạnh phong thủy. Độ tuổi của mỗi người sẽ phù hợp với các yếu tố như thiên, địa, nhân trong tự nhiên. Thông qua quá trình xem xét sẽ lựa chọn được hướng nhà, ngày khởi công, giờ hoàng đạo. Sao cho may mắn và mang lại vượng khí cho ngôi nhà, vì vậy, xem tuổi làm nhà được nhiều người quan tâm và xem xét. Mọi người đều tin rằng, xây nhà vào năm đẹp hợp với gia chủ sẽ mang lại nhiều may mắn. Quá trình thi công diễn ra thuận lợi, bình an, sinh sống trong ngôi nhà cũng được lộc ngược lại. Xây nhà không hợp tuổi sẽ mang đến nhiều tai ương, vận rủi, theo quan niệm dân gian, lấy vợ xem tuổi đàn bà. Xây nhà xem tuổi đàn ông, chính vì vậy, xem tuổi xây nhà sẽ dựa theo tuổi của người đàn ông là trụ cột gia đình. Khi xem tuổi xây dựng nhà cửa, người ta tính toán để không phạm phải năm yếu tố khi xây nhà là hạn. Thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc, trạch tuổi, dân gian quan niệm rằng thái tuế là sao chủ một năm. Đứng đầu trong các thần sát quyết định sự cắt hung của năm đó, những Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Người bị phạm thái tuế tốt nhất nên tránh làm các việc lớn như khởi nghiệp, làm nhà, hôn nhân, hợp tác làm ăn, nếu phạm tam tai, cuộc sống sẽ liên tục gặp xui xẻo. Làm ăn thất bát, công việc tụt dốc, gia đạo lục đục, nếu tuổi làm nhà của gia chủ phạm hạn kim lâu thì các thành viên trong gia đình sẽ gặp tai ương. Công việc khó khăn, gặp nhiều trắc trở, phạm phải hạn hoàng ốc thì gia đình gia chủ sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Vận mệnh, phạm trạch tuổi thì sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh, sinh mệnh của vợ và con cái. Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Tân Sửu 2021 tuổi đẹp nhất để làm nhà là những người sinh năm 1952 Nhâm Thìn, 1954 Giáp Ngọ, 1955 Ất Mùi, 1963 Quý Mão, 1964 Giáp Thìn, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1982 Nhâm Tuất, 1988 Mậu Thìn, 1991 Tân Mùi. Nếu gia chủ không hợp tuổi thì có thể mượn tuổi trong danh sách trên để động thổ. Khi mượn tuổi xây nhà cần lưu ý, người mượn tuổi nên là nam giới, khỏe mạnh, tính tình sởi lởi. Nằm trong các tuổi tam hợp, nhị hợp, hơn tuổi hoặc về vai vế cao hơn chủ nhà, gia đình không có tang. Hòa thuận, kinh tế khá, ưu tiên mượn tuổi của người thân ở trong nhà, trong nội tộc, ở gần nhà gia chủ có dự định xây nhà là tốt nhất để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục. Tuyệt đối tránh mượn tuổi của người có tuổi xung, phá với mình, các tháng đẹp để động thổ xây nhà năm Tân Sửu 2021 là tháng Giêng, tháng 2, tháng 5, tháng 12. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.